tự cơ quan gì, tính mọi cơ quan đó có gì gì liên quan đến thận, ha, gửi cái của bạn này. Thì đầu tiên là mục tiêu, nó có ba mục tiêu, có một mục tiêu nó đặc biệt hơn ra những cái bài khác là phải bình tĩnh là khác hơn, tại vì đối với nhân mà bệnh thận tới sự là mạng tính thì nó rất khó trong cái xác định là bệnh nhân có mạng tính hay không, thì được lưu ý trong vấn đề phẫu thuật lần này. Thì đầu tiên là phải giới thiệu là các bạn biết là một bệnh nhân bệnh thận đến khám bệnh thường do có những cái nguyên nhân nào, không phải là người ta đến là chỉ có triệu chứng mới đến, còn có những trường hợp ta đến là ta có triệu chứng gì cả. Ví dụ một trường hợp một người bình thường đi khám sức khỏe định kỳ, được xét nghiệm nước tiểu, cái đấy là nước tiểu bất thường, tâm biểu hiện gì đó, ta đến khám ha, thì đó là bất thường xét nghiệm. Hoặc là trường hợp khác là người ta không có biểu biểu hiện, ví dụ như là trước đó là bệnh một bệnh hệ thống gì đó, ví dụ bị lupus đi, tại sao có một thời gian thì lupus có thể biến chứng thận nhưng chưa, người ta đến khám người ta biết chưa, thì khi biến chứng thận đã phát đồ nổi phải điều trị ha, và tiên lượng khác. Hoặc là chỉ đơn giản là tiền căn bệnh thận duy trì thôi. Dù khi các bạn gặp một bệnh nhân khi các bạn đi lâm sàng gặp bệnh nhân đó là bệnh thận đó có liên quan đến bệnh duy trì, ví dụ như bệnh thận có một cái bệnh thận đa nang trên trội, trên trội không biết trên trội này nằm ở những thể thường, nên khi mà cái người đó người bệnh nhân nó bị ấy, thì tỷ lệ 50% người con khả năng bị mắc ha, bị mắc. Ở bệnh cũng đặc biệt là hồi nhỏ thì nó có biểu hiện như thế, nhưng bắt đầu khi mà lớn khoảng sau 30 tuổi bắt đầu nó sẽ xuất hiện cái nang và ngày càng lớn dần. Vậy thì những trường hợp đó thì thông thường mình chỉ mình tiếp cận nó xong các bạn làm bệnh án còn dự phòng phía sau, nhưng mà phải gì tư vấn gì duy trì cho gia đình ha. Thì những người con ta đến khám có bị mắc bệnh đó hay không ha. Mặc dù có triệu chứng chưa cái nang hay gì ta chưa biểu hiện gì hết thì dự đến khám để theo dõi, thì đó là những trường hợp có thể nên đến khám hoặc là liên quan đến bệnh thận. Thì và hôm nay mình đi học đến những trường hợp có biểu hiện lâm sàng ha, có biểu hiện lâm sàng. Thì đầu tiên biểu hiện lâm sàng bệnh thận thì mình chia làm là hai nhóm triệu chứng cơ năng thực thể. Thì nhóm triệu chứng cơ năng đầu tiên mình hay gặp nhất có bệnh nhân khi đi lâm sàng là biểu hiện liên quan đến rối loạn về bài liệu và nguyên tiểu, có nhiều dạng ha, tuy nhiên có năm dạng mà nó thường gặp nhất, hoặc là tiểu thường xuyên hay tiểu nhiều lần đó. Thứ hai là tiểu đêm, tiểu khó, chí tiểu và cuối cùng là tiểu không tự chủ. Thì cái tiểu thường xuyên hay tiểu nhiều lần này là khai với mình là một ngày đi tiểu liên tục vậy đó, chúng ta nói thấy là tiểu thường xuyên trong ngày đi tiểu liên tục. Thì khi các bạn người ta khai tiểu nhiều lần quá thì đến khám, thì lúc đó mình có một nhiệm vụ là mình phân biệt cái tiểu nhiều này do gì, thì mình có mỗi thứ khác nhau ha. Thì khi mà người ta khai tiểu nhiều đó thì các bạn phải hỏi là mỗi lần tiểu bao nhiêu lần, mỗi lần tiểu bao nhiêu, nếu mình cộng được cái tiểu trong ngày á mà nó bình thường hoặc tăng nhẹ so với mức bình thường thì ta gọi là tiểu gấp gấp ha, liên quan đến tình trạng là kích thích bàng quang. Ví dụ như bệnh nhân nó bị viêm bàng quang, sỏi bàng quang thì nó kích thích làm cho bệnh nhân đó nó có lượng cái tiểu nhỏ cũng như tiểu ha. Hay là cái nhóm mà liên quan đến chức năng quan, ví dụ như là bệnh nhân đó bị sơ bằng quan đi, thành ra các bằng quan trước rất khác dạng là được, thành ra là khi một lượng ít nó cũng rất tiền tiểu ha. Rồi một trường hợp khác đi tiểu nhiều lần, nhưng khi các bạn khai thác xong người ta nói là mỗi lần tiểu bình thường bạn cộng lên 5 lít ngày, thì nguyên nhân tiểu nhiều lần đó là do đa liệu tức là cơ thể tạo nhiều lượng tiểu quá thì mình đi tiểu, còn mình học cái phần trang tiểu xong. Rồi cái loại bài liệu thứ hai là tiểu đêm, cái này thì mình có một số người lưu ý. Thứ nhất là định nghĩa nó là cần thức dậy ít nhất một lần vào ban đêm để đi tiểu. Thì cái này nhiều khi các bạn mơ hồ nên mình sẽ cho ban đêm có đi tiểu một giờ không? Không, nhưng mà các bạn có thấy hiện tượng là ban đêm mà mình về mình mệt, bữa nào mình về mà quá mình nằm ngủ luôn cái sáng không? Không đi tiểu gì anh có không? Bữa nào mệt quá trời mình nằm ngủ luôn cái sáng. Thì tại sao trong đêm nó không đi tiểu?
thành ra ông đeo mắt mình không đi tiểu. Nhưng mà các bạn có để ý là nếu mà trong đêm mà mình không ngủ, mình thức, mình có đi tiểu không? Có. Thì tại sao đêm ngủ không đi tiểu, mà thức phải đi tiểu? Thì từ bất thường nó như nào? Thì này các bạn sẽ nhớ lên phần mà mình học sinh lý lên đó. Tức là khi một người mà ngủ đêm, trong đêm ngủ mà đạt được giấc ngủ sai á, thì cơ thể mình sẽ tăng bài tiết hormone gì? Adrenaline. Thì không phải đi tiểu. Nhưng nếu như các bạn không có ngủ sai, các bạn mà ngủ chập chờn, tỉnh thức, khoảng năm đó, thì nó không tăng tiết, thì vẫn gì? Cũng phải đi tiểu, đặc biệt khi các bạn nằm như thế, nằm là máu đến thật nhiều hơn phải đi tiểu. Thì cái gọi là chuyện đi bất thường như nào? Khi người đó đặt có ngủ sai và còn phải dậy đi tiểu là bất thường. Được chưa? Rồi, với nguyên nhân này thì bạn nhớ là nếu mình hỏi người ta là trong đêm đi tiểu thì nước tiểu nhiều ít, còn ngày ban ngày nó thấy không, nó ban ngày đêm thì cũng tiểu lần cứ đi tiểu liên tục, thì cái đó là nó liên quan đến chuyện đó, thì ban ngày nó kích thích đó. Còn nếu như các bạn hỏi là ta thấy ban đêm, ban ngày có ban đêm dậy tiểu mình nửa lần tiểu bình thường, ngủ hai lần đêm nào dậy hết, thì nó lại liên quan đến nhiều bệnh, mỗi hai bệnh liên quan từ chồng các bạn thân, thứ nhất là suy thận mạng cho nó sớm, là suy tim, hoặc là những trường hợp mà ban đêm đi tiểu mà mình thay thế đầu tiên này có sử dụng thuốc là tiểu trước khi đi ngủ không? Được chưa? Để liên quan đến thuốc, hoặc là bệnh nhân nó uống nhiều trước khi đi ngủ thì cũng là đi tiểu đêm, nhưng mà cái đó là nó không phải là con bệnh mà nhớ. Thì có một câu trắc nghiệm trong này, có câu trắc nghiệm trong này nhiều bạn sai đấy. Ví dụ như hỏi là nguyên nhân đi tiểu đêm, cái A suy thận mạng, B C uống nhiều nước, yeah. Câu D là tất cả đúng, thì dù chọn câu nào? A suy thận mạng, B suy tim, C uống nhiều nước, D tất cả đúng, chọn câu nào? Thì việc bạn, các bạn phải nhớ là suy thận mạng không phải tất cả các giai đoạn của suy thận mạng nó đều thấy gì? Tiểu đêm. Đặc trưng của nó là sau này mình học bài suy thận mạng mà nó thường là tiểu ít hay gì đó nhiều hết. Còn đặc trưng của tiểu đêm này nó chỉ xuất hiện trong giai đoạn gì? Sớm, cho nó bỏ cái giai đoạn sớm đi là câu đó nó sao? Tương tự uống nhiều nước thì phải sao? Trước khi đi ngủ, còn nếu mình uống nhiều nước, sáng uống nhiều nước thì trong ngày phải hết rồi. Được chưa? Như bạn nhớ những câu mà nó bỏ, còn điều kiện phía sau mình phải bị mình đánh cho mình thấy là con lành á, cuộc lòng mà cuối cùng mình bỏ cái điều kiện phía sau cũng bị sai câu đó ha. Rồi mình lên chứa mẹ. Tiếp theo là chịu khó ha. Chịu khó này các bạn sẽ nhớ nó có hai cách để diễn đạt. Thứ nhất là người ta khai mình là mỗi lần đi tiểu cảm giác đau buốt khi đi tiểu thì cũng gọi là chịu khó. Một dạng thứ hai là người tiểu không có đau không buốt nhưng mà phải rặn mới tiểu được, cũng gọi là chịu khó. Được chưa? Thì nhớ là nhớ trong cái định nghĩa chịu khó là có hai nhóm ha, hai nhóm. Rồi và nó sẽ diễn ra thường xuyên nhiều lần trong ngày. Thì giống nguyên nhân đó thì các bạn sẽ thấy là nó mới dữ thì người viêm bằng quan như được chiều dưới là còn nam thì liên quan viêm ha, viêm thì bị tiết. Thì những trường hợp có liên quan viêm thì nó sẽ gây ra biểu hiện trong sàn là khó chịu, khó là liên quan gì? Khó chịu đau bụng tiểu tiểu. Còn đối với nhóm mà phì đại thì bị tiết á thì không gây đau bụng tiểu tiểu, nhưng mà biểu hiện chịu khó liên quan gì? Mới đặt nên chịu được. Rồi các bạn sẽ thấy là nó có nhiều cái biểu hiện liên với nhau. Ví dụ như là nguyên nhân nó giống nhau thì câu hỏi trách nhiệm nếu liên ba bốn triệu chứng lại. Ví dụ như này mình thấy là tiểu đất nó liên quan đến viêm gì? Viêm bàng quang, đúng không? Tiểu khó có gì? Viêm bàng quang. Ví dụ thế thì những cái liên này coi như bạn nhớ là biểu hiện bệnh lý là sau đây có thể gây ra nắc hoặc tiểu khó. Ví dụ thế thì nhớ những cái nguyên nhân ha. Rồi
biểu hiện tiếp theo là biến tiểu. Thì cái này là trường hợp là nguyên nhân mà chịu khó nó nặng lên hay nặng lên thì người ta không đi tiểu được, thì vào viện người ta khai mình là hỏi sao như vậy, nó là tôi không đi tiểu được. Thì các bạn phải phân biệt hai cái, một là gì, vô niệu, vô niệu. Hai là biến tiểu. Hai khác nhau là thế nào? Lúc đó mình sang khám gì để phân biệt cái này? À, khám cầu bằng quen. Tức là biến tiểu là gì? Biến tiểu chứng tạo thành đi tới đâu? Tới một quen ứ lại đó. Còn trường hợp thứ hai là bệnh nhân bị vô niệu là không có tạo biến tiểu, biến tiểu tới một quen. Nhưng mà một biểu chung cho lâm sàng người ta khám là có gì? Không đi tiểu được, các bạn phải phân biệt ha. Đây. Nguyên nhân thì nó là tắc nghẽn chịu đạo cho sỏi hoặc là tùy đại tiểu điện tiến. Và cái nhóm biểu hiện thứ năm là tiểu không tự chủ. Thì cái này là biểu hiện tình trạng nước tiểu tự chảy ra ngoài nha. Ngoài sự kiểm soát của bệnh nhân thì nó thường liên quan đến những bệnh lý về thần kinh. Ví dụ như bệnh nhân bị bằng quan thần kinh trong đang tiến chiến thắng của đường đó. Hoặc là một biểu hiện đó là tổn thương tóc sống, phùng, bị phùng, bị rối loạn. Hoặc một cái biểu hiện đó liên quan đến rối loạn chức cơ vùng chậu, thì cái này các bạn sẽ nhớ là hiện tại thì người ta rất là quan tâm sức khỏe đó, do đó có những biểu hiện lạ là người ta sẽ đến khám. Thì ngày xưa nó có một cái biểu hiện là những người lớn tuổi mà sinh nhiều con á, thì chị già có một hiện tượng, biết hiện tượng gì không? Hồi xưa người ta giấu, người ta giấu làm các cài hoặc là nó có hiện tượng là người ta sẽ ví dụ như là trúc động hay là khóc hay là gì là nước tiểu để xóa cái quần quần thì liên quan đến cái trạng rối loạn cơ vùng chậu hay có những người nữ sanh nhiều lần đó. Nhóm triệu chứng thời gian tiếp theo là liên quan đến đau ha. Đau thì câu đầu tiên mình nhắc đến là đau không phải là một biểu hiện đặc trưng trong bệnh thần kinh tiểu. Để nhắc cho bạn nhớ là thông thường mình hay liên tưởng đến một cái đau ở vùng nào mà nó có chuẩn bị sỏi thận, bị đau gì? Đau lưng. Đau lưng bị sỏi thận, thật ra thì đau lưng rất nhiều nguyên nhân. Vậy thì đau mà trong bệnh lý thần kinh tiểu này nó sẽ có những vị trí. Thứ nhất là vị thắt lưng, các điểm nhiều quản, bàn quang và vị trí tiếng. Thì những vị trí liên quan đến vùng thận ha, cho bạn lưu ý. Thì đối với đau vùng thắt lưng này có nhiều nguyên nhân. Có nhiều nguyên nhân liên quan đến thận. Tuy nhiên có một biểu hiện, một cơn đau rất là điển hình. Là gì? Cơn đau hoàng thận. Đặc điểm của nó là gì? Bệnh nhân khai mình là đột ngột đau dữ dội vùng thắt lưng, có những nguyên lan phía trước lan xung quanh dục kèm theo buồn nôn và nôn, có thể kèm thiếu máu. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên nhân gây cơn đau hoàng thận thường gặp nhất cho gì? Cho sỏi ha, cho sỏi. Thế thì dù sỏi bèo thận là rớt xuống nó tắc, tắc đó. Thì nó khi nó tắc đó thì thận dựng thận nước tiểu thì nó ứ lại nước ra thận, nó gây ra cơn đau hoàng thận. Trường hợp thứ hai là khi sỏi rớt xuống nó tắc nhưng mà không hoàn toàn, cứ tiểu bận xuống được mà nó ứ là ứ rất là chậm, từ từ thì trường hợp đó nguy rất nguy hiểm. Bởi vì khi mà nó ứ từ từ chậm như thế thì hầu như là đến lúc mà bệnh nhân đó có một cái biến chứng gì đó liên quan thì trong thương viện, ví dụ như là nó ứ như thế, cái thận nó từ to nó ứ nước đầy đó, cái một ngày nào đó cái tiêu trùng từ dưới nó xâm nhập ngược VOC ra càng làm cái mũ cái thận như thế, nhưng thấy đau sốt nhập viện thường những cái thận không bảo tồn được. Thì cuối cùng thấy là chúng tôi đang hoàn thành này thì nó cũng có một dấu hiệu tốt cho những người gì không thắc sức khỏe, mình biết mình có bị bệnh có thận hoặc mình còn có thứ nước mình không, ví dụ là sư văn thận cơn đau cũng giúp cho những người đó hiện ra. Ngoài ra còn có những cái nguyên nhân khác có thể gây ra đau vùng thắt lưng quanh bệnh thận. Ví dụ như một người nào đó khai với mình là tiền sử là bệnh nhân bị thận đa nang đi, một ngày đó thì thấy đau vùng thắt lưng thì điều đầu tiên mình nghĩ đến các trường bị xuất huyết nang hay không, xuất hiện đột ngột ha. Rồi hoặc là đau vùng thắt lưng liên quan đến viêm thận để thận, áp xe quanh thận hoặc một số thể viêm cầu thận nó sẽ gây ra trạng thận đau vùng thắt lưng.
có một biểu hiện lâm sàng mà nó chưa rõ nguyên nhân, nhưng ta nhận xét vô đây thì cái biểu hiện lâm sàng nó có liên quan đến thận, là hội chứng đau vùng thắt lưng mãn tính kèm chảy máu đại thể hoặc phi thể. Những trường hợp này người ta thay đau lưng sau đó xét tiểu máu đỏ hoặc là đau lưng thấy tiểu trong và xuất hiện thấy các xuất hiện cầu nước tiểu, thì cái hội chứng này là chưa rõ nguyên nhân, chưa rõ nguyên nhân. Tiếp theo là khi các bạn khám nếu mà đau thì các bạn phải nhớ là đau trong điều quản thì khởi phát đột ngột ha, và thường liên quan đến sỏi điều quản rất xuống rất tắc. Cái những cái chỗ mà khởi phát đột ngột hay là từ từ thì các bạn lưu ý nó có trong câu trách nhiệm, ví dụ như là biểu hiện lâm sàng nào là thành biểu hiện là sau đây có khởi phát đột ngột à, thấy cái gì hãy đau vùng cơ đau hoàng thận đột ngột không, đột ngột đau điểm đau hoàng cũng gì đột ngột ha, lưu ý cái tiếp theo sắp xuống là đau vùng bàng quang ha. Đau vùng bàng quang thì nó thường liên quan đến hai biểu hiện lâm sàng, là điều hoặc là điều rất là điều khó cùng nhóm nguyên nhân viêm bàng quang và lao bàng quang. Đau tiền liệt tuyến thì thường gặp trong viêm tiền liệt tuyến cấp, thì cái này là bệnh nhân sẽ sang đau vùng cơ đá chậu nên nó liên quan đến thì một số thắt lưng phù thể phía dưới. Một quy định tâm năng tiếp theo là rối loạn về thể tích nước tiểu. Thì trong cái thể tích nước tiểu này các bạn nhớ nó hai dạng thôi, một là nhiều gọi là gì đa niệu, hai là ít thì nó có ít và quá ít, nhớ quá ít thì gọi là vô niệu đó, vô niệu. Nhưng thật ra mình thấy là vô niệu thì mình ta thiếu đúng từ thì nó đúng thành vô niệu, nhưng mà cái mức nó thấp thì thấp hơn cái mức trên của tiểu niệu thì nó sẽ nặng hơn đó. Thì ta phải chia được hai nhóm là vô niệu và tiểu niệu. Thì cái chỗ này nó sẽ dính đến cái bài gì tâm lý các bạn học thì là thế nào là tiểu bình thường, đúng không? Ví dụ các bạn thấy là một ngày mình chịu bon 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 nhiều lít không, hay nó dao động, dao động có dao động không đó, đúng không? Có dao động thì nó dao động như thế thì cái mức khác như thế nào để gọi là nhiều hay ít, phải không? Thì khi họ toàn hỏi bình thường nhiêu cũng không biết rồi khi lâm sàng cái tôi nhớ ra là ông thầy Kiền cũng hay gọi hay hỏi cho nó tiểu bao nhiêu mà không biết, khi nó uống hẹn học bên xử lý rồi à, thì báo quà biết là cái tôi thôi tôi lấy cuốn sách xử lý rồi tôi rót lên mình vô cho ông bạn nhắc lại à, nhắc lại cái gì đó với lượng nước sức nhập một ngày bạn thấy là trong hình đại diễn đạt là một người uống vào hàng trung bình là bao nhiêu lít rưỡi đúng không? Rồi quá trình chuyển hóa cơ thể nó tạo ra nước đúng không? Rồi nó mất qua đâu? Ngoài đường niệu mất qua đâu? Phân nè, gì nữa? Mồ hôi nè, đúng không? Hơi thở, đúng không? Cái gì? Trong quá trình đánh giá sức nhập thì nó rất quan trọng quá thở, do đó các bạn phải nhớ là ta ví dụ như những người mà khó thở thì người ta có tăng mất hơi nhiều được không khó thở không? Những người bị sốt có mất nước nhiều hơn người không sốt không? Đúng không? Vậy thì ví dụ như khi các bạn vào mà đánh giá sức nhập bệnh, cái bệnh nhân nó kèm trong bệnh nhiễm trùng như ta có sốt mấy chục độ, 39 độ vậy đó, ví dụ trong ngày sốt cao liên tục 39 độ như thế, thì có hỏi người đó mất người phù nước bao nhiêu độ? Này là về cộng thêm để bên sau này mình đi lâm sàng ta hỏi là tính sức nhập cho chính xác. Thế thì các bạn thấy là nó mất qua đó thì cuối cùng tiểu ra ngoài là dao động từ 1 lít đến lít rưỡi là trung bình của người bình thường. Tuy nhiên cái mức mà thấp nhất là bao nhiêu để mình gọi là dưới mức đó là ít, thì người ta sẽ nghiên cứu thấy là đối với một người mà một ngày mà mình đi không uống nước nữa, không uống nước thì cơ thể mình nó sẽ giữ gì? Giữ nước lại. Nhưng mà giữ nước lại thì vẫn phải thận nó vẫn phải tiểu tại để thể là những chất độc ra ngoài đúng không? Chứ đáp ứng lại được. Thì cuối cùng ta thấy là tới trường hợp đó thì một ngày đi tiểu ít nhất là 600 ml để thải chất độc ra ngoài để duy trì cuộc sống á. Thì cái mức thấp nhất là thấy là mức 600, hoặc là mức cao nhất
mà uống, ví dụ bạn uống gì đó, bạn gì sinh hoạt gì đó thấy phải lên gấp 2.5 lần, cao 2.5 lần, trung bình là 1.5 lần. Okay. Chị thì một cái điều thứ hai trước đi vào cái phần số lượng nước tiểu này, tôi cũng nhắc một phần về xử lý nữa, là đây mà mình làm kiểm tra gì? Đây mình chỉ đạt gì? Không thứ sáu này. Nãy nó dao động rồi bước thấp đến gì? Bước cao nhất của người bình thường. Đúng không? Thì cái cột cao thì cao như 180 lít là gì? À, không phải bước lòng cầu thận. Nên là 180 lít là gì? Là một ngày. Một ngày cầu thận lọc bao nhiêu lít nước? 180 lít. Tuy nhiên chỉ tiểu ra ngoài khoảng dao động từ gì 0.6 đến 2.5, trung bình là 1.5 lít. Câu hỏi tại sao mà nó lọc ra nhiều mà tiểu ít? Lọc ra à, nó tiểu ít là nếu mà nó không có, nếu lọc ra nhiều tiểu hết thì bạn thấy là chừng mấy chục phút tiếng hồ sao là người đó sao nước rồi, đúng không? Thì gì? Tại sao lọc nhiều mà tiểu ít? Cho quá trình gì? Hấp thu ở đâu? Ở ống thận. Vậy thì đối với những trường hợp mà nó liên quan đến quá trình ví dụ nó giảm hấp thu ống thận thì nó sẽ gây ra một hiện tượng trên lâm sàng là gì? Bệnh nhân tiểu nhiều ít, giảm hấp thu là tiểu nhiều ít, nhiều. Cái gì lâm sàng là đa niệu ha, đa niệu. Thế thì đa niệu định nghĩa là trước mắt rồi nhớ là định nghĩa mức là trên 3 lít trên ngày. Chỉ buồn 2.6 đến 3 lít là buồn 8, tức là cái buồn đó mình rất khó một điều. Những khi bạn khai thác nó không chính xác thì nó sẽ cộng thêm tí nữa là 3 lít ha. Nguyên nhân có thể liên quan đến bệnh hoặc không do bệnh. À, không do bệnh ví dụ như là một cái thói quen ha, thói quen uống nhiều nước. Dù có một người một ngày uống rất nhiều nước ha, uống 3 lít nước. Một số người ta dùng phương pháp giảm cân khác nào? Trước khi ăn cơm sao? Uống 1 lít nước, đúng không? Cái này nó có một cái thứ nhất trước đây là khoảng vào 1998 mấy ha, khoảng là 1987-88. Thì ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này nó có một cái có nhiều cái rộn lên á, nhiều rộn lên những cái chuyện đồn đó, ví dụ như là ta đồn đến những đứa bé, ví dụ những đứa bé mà đi ngoài mà gặp những người bị buồn rủ ta nó giúp cái là đi, thành ra là phải giữ trong người những cái sinh lá bùa bình an, hoặc là giữ trong người những cái miếng đó, thì nhớ là những bằng vỏ bầu á, vỏ bầu mà vỏ bầu già với cô á cắt thành nhiều miếng đeo người ha, siêu thế. À, rồi một thời gian, có một thời gian buồn lên một cái hiện tượng có cái gì không? Người ta nói là thức ăn có nhiều chất độc, độc tố, ví dụ như là trồng lúa mà phân phân bón nè, nuôi con này con kia, đúng không? Rồi có nhiều độc tố quá, nên là cơ thể tích tụ nhiều chất độc. Người ta nói như là cuối cùng là suy nghĩ rất đơn giản là để giữ sức khỏe thì phải chất độc thôi này. Và cái trong đầu anh nghĩ là phải chất độc bằng cách nào bạn biết không? Trong cơ thể mình là người ta nghĩ chất độc sẽ được thải qua đâu không? Là đường tiểu. Tiểu ra ngoài bằng gan, các bạn có thấy là gan nó thấy gì đúng không? Thải qua ngoài thế. Cái đó ta mới kêu là bây giờ là để điều trị đó cách là ta kêu là uống nhiều nước. Đang uống nhiều nước, không ăn gì cả, phải ăn tích tụ độc tiếp. Nhịn đói rồi uống ngày 5-6 lít nước được. Thứ nhất, có cái nhà tôi nói cô đó là cũng tròn ha, cũng dùng phương pháp đó. Mà thấy cô cũng tròn, giờ còn mặt nhưng vẫn có dùng 1.5 tháng, không ăn gì hết, cái tối có lấy ăn không chứ sao mà chuyện sống bình thường ha. Thì cái đó là thời điểm bất thành ra, nhưng mà uống nhiều thế thì nó gây ra hiện tượng gì? Tiểu nhiều ha, tiểu nhiều. À, hoặc là các bạn nam mà thủ lượng cao có uống rất bia thì sẽ sao? Sẽ tiểu nhiều đúng không? Nó thấy một hiện tượng rất là lạ là
mới đầu uống không tiểu, khi đã tiểu rồi mình sẽ sao? Tiểu hoài đúng không? Tiểu hoài liên quan đến gì? Đấy, này nó yếu quá uống sao? Uống đi tiểu hoài đi. Cái người mà đi tiểu hoài, đi tiểu sớm hơn cái người tiểu muộn thì người nào mạnh hơn? À, đó, nó có trong cái, trong cái bản này, rồi tiếp theo là đối với nhóm mà bệnh lý á, bệnh lý thì nó có sau này các bạn sẽ học bên phần nội tiết, cũng không phải là đái tháo nhiệt. Đái tháo nhiệt là nó có hai nhóm nguyên nhân, là một là nhóm nguyên nhân liên quan đến thần kinh trung ương, là liên quan đến học môn ADH là nhắc đến đó. Tức là khi bệnh nhân bị tổn thương vùng hạ đồi tuyến yên, nó làm giảm bài tiết học môn ADH thì bệnh nhân đó sẽ gây ra tiểu, nên đó là đái tháo nhiệt liên quan đến trung ương. Còn đái tháo nhiệt liên quan đến tại thận thì liên quan rối loạn về nồng độ, cho nên nồng độ hay hấp thu từ vùng ống thận. Nó có một cái biểu hiện là ở thận khi chịu chiều liên quan từ thiết khác, ví dụ như trong đái tháo đường thì bạn sẽ nhớ là nó không uống nhiều là gì, như gen hay uống nhiều là gì, ăn nhiều nè, uống nhiều cái gì đó, tiểu nhiều và ngày nhiều, đúng không? Thì tại sao tiểu nhiều? Thì khi mà nồng độ glucose trong máu nó vượt khỏi ngưỡng thận, xuất hiện nước tiểu thì nó tạo ra áp lực tổng thống, nó tiểu là sao? Nó tăng lên kéo nước ra ngoài, kéo nước ra ngoài. Vậy thì các bạn có thấy hiện tượng hồi nãy bạn thấy là khi mà mình đi tiểu rồi, uống bia không đi tiểu rồi thì mình sẽ không đi tiểu hoài, là lúc đó gan đã đào thải bia rồi mà nó đi đến thận thì nó sẽ kéo nước, tức là những cái chất hóa của bia nó kéo nước thải ra ngoài. Nên khi các bạn uống rất nhiều bia thì ngày sau các bạn sẽ có biểu hiện gì? Khát nước, hay mất nước là khát, sẽ uống rất là nhiều nước ha, liên quan đến. Thì người đi tiểu trước thì gan tốt hơn người xưa, người là nhậu bia buổi không đi tiểu, buổi sau là ta gọi là cái buổi hèm, tức là đuối lại, đâu có chuyển hóa được đâu. Nên sau này người ta mới điều trị, bạn biết điều trị nghiện rượu bằng thuốc gì không? Bằng thuốc. Cách nào không? Điều trị những người nghiện rượu cách nào không biết không? Người ta dùng thuốc đó làm giảm chuyển hóa rượu qua gan. Vậy ta giảm chuyển hóa người ta cái nồng độ rượu trong máu làm sao? Chịu hòa đi. Lúc đó người ta nghe mùi, người ta sợ nghe mùi, người ta sợ. Đó, thì liên quan đến cái tăng bài liệu các chất hòa tan. Rồi cái nhóm tiểu ích đầu tiên là tiểu tiểu. Tiểu tiểu là nhóm và biểu hiện thường gặp nhất trong rối loạn về thể chất nước tiểu. Đa niệu, tiểu niệu, vô niệu thì tiểu, trong ba cái nhóm này thì tiểu niệu là thường gặp nhất, và cái mức xác định tiểu niệu này nó là 600 đến 1.250 thì tương tự là nó lấy mức dưới hơn là dưới 400, có tài liệu 500, nhưng mà tôi thấy các bạn trên lâm sàng các bạn phân biệt, bạn khai thác về nước tiểu của bạn khai thác không được chính xác hay không chính xác, nên tôi lấy mức thấp hơn sẽ dễ phân biệt. Thì tiểu tiểu này thì nó sẽ có nhiều nhóm nguyên nhân, người ta chia tạm chia làm ba nhóm để mình dễ nhớ, là trước thận, tại thận và sau thận. Thì mình nhớ là mình nguyên nhân trước thận là nó sẽ liên quan đến những cái nguyên nhân làm cho máu đến thận giảm, giảm. Ví dụ như bệnh nhân bị sốc gì đó, sốc chấn thương, sốc trùng gì đó, bỏng khi tiêm thì nó làm cho thể chất từ hoàn hiệu quả giảm xuống cho máu thận. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là liên quan đến nhóm tại thận, tức là những bệnh lý tại thận gây ra. Thì cái này có thể là như bệnh cầu thận hoặc là sinh thận. Và nhóm nguyên nhân thứ ba là sau thận, liên quan đến tắc nghẽn, đường tiểu. Rồi cái mức nặng hơn trong tiểu niệu là vô niệu. Thì nãy nói rồi, vô niệu là nếu theo tiếng Hán Việt, chữ vô là gì? Vô là không, không, tức là đồng nghĩa là thận hoàn toàn không tạo ra được nước tiểu. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng người ta thấy là cái nguyên nhân mà để mà xác định là vô niệu hoàn toàn là không tạo ra miếng nước tiểu nào, giọt nào hết trơn á, thì nó rất hiếm gặp, rất hiếm gặp. Ví dụ như là tắc hoàn toàn động tĩnh mạch thận hoặc là hoại tử của thận hai bên, tức là bây giờ là nó mạch nó tắc hoàn toàn rồi, thận được thì nó có lọc trong cái dòng tiểu nào, hoặc là
hoại tử, hoại tử theo bên hoại tử rồi. Hoặc một cái nhóm nguyên nhân đó là tắc nghẽn hoàn toàn được tiết niệu, ví dụ như một viên sỏi rớt xuống nó tắc tích luôn thì đâu có tắc rồi thì đâu có tiết niệu. Thì nguyên nhân rất là ít, nhưng mà trên lâm sàng thực tế nó có một cái nhóm nguyên nhân nặng hơn so với nhóm tiết niệu, tức là khi bệnh nhân lượng tiết niệu này ít thì nặng hơn, thì ta mới nghiên cứu. Thì thực tế lâm sàng mình các bạn đi sẽ nhận thấy là đối với những bệnh nhân mà suy thận mạng giai đoạn cuối giai đoạn máu á, thì cái khoa thận bây giờ là cái khoa thận có đông trung ương nằm kế bên cái lọc máu luôn, nằm dưới đất rất tiện ha, rất là tiện. Bước qua bước lại là tới, thì bạn biết là những người mà lọc máu định kỳ kéo dài có người lọc trên 10 năm rồi là thận hoàn toàn không còn chức năng gì hết, mất hết chức năng. Tuy nhiên những người đó khi ta khai thác thì dẫn tiểu một ngày khoảng 60-70 lít nước. Thì câu hỏi là bệnh nhân nó nặng theo quá nặng rồi không còn chức năng gì cả, nhưng vẫn đi tiểu ra miếng nước đi. Thì nếu mà những trường hợp đó mà nó nặng mà không còn chức năng gì cả vẫn đi tiểu được, thì cuối cùng ta mới thực tế lâm sàng người ta mới dùng cái một cái bóc khác để xác định cái vô hiệu này là dưới 100 ml, dưới 100 ml ha. Hoặc là mình sẽ đặt xong tiểu và mình theo dõi, mình thấy là lượng nước tiểu nhỏ hơn 0.5 ml trên ký trên giờ ha, trong 6 giờ liên tục thì cái lượng thì nó vô hiệu hoàn toàn, nó vô hiệu hoàn toàn. Thì nếu câu trắc nghiệm hỏi là vô hiệu hoàn toàn theo định nghĩa là thì là gì? Câu A là hoàn toàn không có nước tiểu, câu B là dưới 100, câu C là A hoặc B gì? Nếu đúng định nghĩa nó phải là gì? Hoàn toàn không nước tiểu. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo, câu hỏi trắc nghiệm là định nghĩa vô điệu theo lâm sàng là tại gì? Dưới chậm hay dưới chậm hay đang khác nhau ha. Nhóm triệu chứng bên anh tiếp theo liên quan đến thay đổi về màu thành phần nước tiểu, thì về màu sắc có nhiều màu, thử thách một chất thì có thể là một màu với nhau, nhưng có hai màu mà các bạn đi lâm sàng thường gặp nhất và những màu khác thì bạn thường đồng ha. Hai màu mà thường hay gặp nhất trên lâm sàng là người ta khai là chủ đỏ, thứ hai là chủ đục, hai màu gặp nhất. Thành phần thay đổi thành phần thì hồng cầu và chủ đạm là hai thành phần vừa gặp nhất trong bệnh thận tiết niệu. Thì tiểu hồng cầu sẽ đi qua chuyển máu rồi, nó làm đầu tiên đi vào phần tiểu đỏ. Thì nhớ là tiểu đỏ nguyên nhân đa số thường gặp là tiểu đỏ máu, tuy nhiên không phải tất cả trường hợp tiểu đỏ đều là thì máu. Ví dụ một người đó ăn nhiều phẩm màu, ăn phẩm màu đỏ có thể gây tiểu đỏ. Thì một trường hợp đó mình thấy tiểu đỏ rồi, để mình xác định bệnh nhân này tiểu ra máu thì người ta bắt buộc mình phải chứng minh được có sự gì chuyện gì hồng cầu. Thì nếu như mà mình xét nghiệm mình thấy là hồng cầu không có, tiểu đỏ hồng cầu cũng không có, thì không gọi là chuyện máu. Mà nếu như hồng cầu nó vỡ ra hết rồi, nó chỉ có thành phần là trong phần nước tiểu hay là hemoglobin thì ta cũng không gọi nhiều máu, là tiểu huyết sắc tố. Thì phải chứng minh được có sự nhiều hồng cầu nước tiểu. Rồi khi số lượng hồng cầu này nó nhiều thì ít, thì nó có làm thay đổi màu sắc nước tiểu hay không? Ta chia làm hai nhóm cho lâm sàng, và một là tiểu máu đại thể và tiểu máu vi thể. Thì đối với tiểu máu đại thể là số lượng hồng cầu nó nhiều làm thay đổi màu sắc, còn vi thể là cái mặt xét nghiệm bạn mới thấy có xuất hiện hồng cầu. Thế đây là một số cái từ mức độ ha, mức độ thì máu nó theo mức độ nặng, thì đây là bình thường hay bắt đầu bằng cái ống thứ hai là máu đã thay đổi màu sắc. Và màu đỏ này các bạn thấy nó sẽ nếu nước tiểu và chỉ cần xuất hiện một lượng nhỏ thôi máu thôi là bạn thấy màu sắc thay đổi liền. Điều này các bạn được kiểm chứng qua cái các bạn nào có gặp những trường hợp mà ăn nó ngủ mang không? Nên người ta lấy gì, người ta lấy gì? Tiết, người bé này tiết nè. Tiết pha vô rượu đúng không? Đổ tiết này là mình thấy màu nó khỏi liền, khỏi liền. Đó. Thì thiết bị phòng đầu nó cái đó là nhiều khi các bạn học sau này các bạn thấy là bài viêm cầu thận á, viêm cầu thận nó có biểu hiện tiểu máu. Người ta hỏi là tại sao bệnh nhân này có thiếu máu bằng chẩn đoán viêm cầu thận, các bạn giải thích là cơ chế là do bệnh nhân nó tiểu máu không đúng.
căn viêm còn lại nó có chịu máu nhưng triệu chứng nó không có thiếu máu. Thì để thật ra lượng hồng cầu mất qua cái chuyện máu không nhiều nhiều ha. Rồi thì trong cái tiểu máu này thì người để mà dễ xác định đó, ví dụ như là khi một người nào có xuất hiện hồng cầu nước tiểu rồi, bây giờ tôi sẽ xác định bệnh lý xuất hiện hồng cầu nước tiểu thì từ nhóm nhân nào thì nó có hai nhóm chính ha, hai nhóm chính. Một là do bệnh cầu thận hay không do bệnh cầu thận. Vậy thì để xác định là có do bệnh cầu thận hay không do bệnh cầu thận thì người ta sẽ soi coi hình dạng hồng cầu biến dạng đặc trưng của bệnh cầu thận hay không ha, thì người ta xác định. Và nếu như ta trả lời là xét nghiệm nước tiểu hồng cầu bình thường, hồng bình thường, thì lúc đó mình nên nghĩ đến những nguyên nhân gây xuất huyết đường tiểu. Ví dụ bệnh nhân bị sỏi nè, ở đây niệu nó gây ra tổn thương nhu mô thận ha, hoặc là nhiễm trùng vì gây ra xuất huyết đó, hoặc là khối u chảy máu, thì đó mình nhớ là nó sẽ gây ra hồng cầu dạng bình thường, còn cái nhóm như bệnh cầu thận thì sẽ gây ra những dạng đặc trưng. Những nguyên nhân khác có thể gây tiểu máu do bệnh lý khác, ví dụ các bạn có thấy một khối liên quan cho bệnh huyết học, huyết học mà khi mà một bệnh lý huyết học như xuất huyết dạ tiêu cầu mà khai có tiểu máu thì đó là tiên lượng nặng để rửa xuất huyết tạng, rồi một cái biện pháp khi một bệnh nhân khai là bệnh tiểu máu đại thể thì các bạn sẽ nhớ có một cái biện pháp là pháp ba cốc ba ly, cái này đã học rất rõ ở đâu mà kỹ năng là đúng không? Không hả? Thì lâm sàng trong cái biện pháp này thì nó giúp cho mình gợi ý vị trí chảy máu, vị trí chảy máu. Tuy nhiên điều quý nhắc các bạn là khi làm biện pháp này thì yêu cầu là không được tiểu nhiều, máu nó không nhiều quá, nó hơi đỏ thôi. Nhưng mà nếu các bạn xem là xe không muốn buồn đỏ tươi như thế thì biện pháp này làm không phát hiện ra. Là tiểu máu ít đại thể nhưng mà đường ít thôi thì các bạn mới phát hiện ra cái pháp ba cốc để điều trị. Một điều lưu ý thứ hai là khi làm pháp này thì chính vì tiểu máu đầu dòng đầu bãi đó là gây ra là vị trí chịu đạo, là khi mà các bạn cái liên tưởng các bạn sẽ đẩy đường vô chúng ta thôi tiểu máu chưa dòng đâu các bạn thấy là các bạn quan chỉ vì là đây đầu dòng mà bạn quan giữa dòng ở trên ở mình cuối dòng xa. Thì cái này mình để mình học sai thì bạn sẽ nhớ cơ chế nó bình thường mình thấy như một hiện tượng bình thường thôi. Ví dụ như là một người là bị xuất huyết ở tiểu đạo đi, đạo chạy đi ra đúng không, chạy đi ra ra khi bắt đầu mình làm cái pháp ba cốc là mình cho bệnh nhân tiểu và bắt nó đi trong nè, thì đi đầu tiên là mình sẽ hứng nước tiểu hay nhiều tiểu ra lấy cái bỏ gọn lấy giữa tiểu ở giữa dòng lấy giữa cuối dòng. Thì nếu mà xuất huyết niệu đạo thì khi nó đi đầu tiên phản ứng thì nó gồm có máu nằm sẵn trong niệu đạo đó đúng không, rồi máu đang chảy rã, nhưng mà cái ly thứ hai là máu niệu đạo rửa hết rồi, nhưng còn máu chảy rã là ly cuối như thế, do cái ly đầu nó nhiều máu nhất đậm nhất. Còn nếu mà chảy máu bằng quang thì mình thấy là giai đoạn đầu á, khi mình lấy nước tiểu đầu dòng thì nước tiểu nó còn nhiều, nó pha lỏng nhiều, nhưng mà càng về sau thì máu mình đang chảy mà cái nước tiểu của nó ít rồi, thì là cái ly cuối cùng mình nhìn nó đậm nhất, đang từ tiểu máu cuối lại là vị trí bằng quang. Còn nếu thận nó xuống nó nằm có ba điều đó trong bằng quang là bằng tiểu ra bằng nhìn ba màu đó giống nhau, ta gọi là tiểu máu còn phải bằng toàn dòng, toàn dòng. Và lưu ý nhớ là gì, khi làm những pháp này thì tiểu máu nó nhiều hết ít ha, thì đây là hình ảnh gợi ý cho các bạn. Điều máy đầu bãi ở đâu, điều đạo cuối bãi ở đâu, bàn quang còn bãi ở hoặc điều quản xuất ha. Đây rất là về một thành phần hay gặp nhất trong bệnh nhóm tinh thần là tiểu đạo. Tuy nhiên tiểu đạo này nó trên lâm sàng có biểu hiện gì thì khi điều cái điều trên ngược xuống các cái dụng nó là trong nước tiểu mà có nhiều đạm thì khi các bạn tiểu sẽ có xuất hiện nước tiểu tiểu có nhiều bọt, nhưng ngược lại khi tiểu có nhiều bọt thì chưa chắc có nhiều đạm ha. Thì dấu hiệu tiểu nhiều bọt chỉ là dấu hiệu gì gợi ý, không phải là tiêu chuẩn để cho nó xác định được chưa, nhưng không phải là để xác định tiểu đạm là phải xét nghiệm qua xét nghiệm nước tiểu mới xác định được, chứ còn không dựa cái đường tiểu bọt được chưa. Và cái tiểu bọt này các bạn bị ảnh
ám ảnh đến nỗi mà đi qua học bệnh lý rồi thì các bạn hay đọc tiểu luận FD bệnh giác hội chứng thứ, bởi vì bệnh giác có tiểu bọt, có tiểu bọt. Người bình thường có tiểu bọt không? Có không? Nhưng các bạn có bữa thấy tiểu bọt nhiều, bữa tiểu bọt đúng không? Này thường hay nói vui 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 là tiểu bọt thì cũng tùy theo tư thế đó, đứng ngồi khác, rồi vị trí dòng tiểu đắp xuống khác khác nữa đúng không? Rồi ở tái đau khác là ví dụ như là đi tắm ở hồ bơi, vô đó bơi xong tiểu trong đó luôn thì có bọt không? Không có bọt. Bạn này nói ghê quá, nhưng mà có một chuyên cứu hay một chuyên cứu đồng lập giữa hai nhóm trả lời có một câu hỏi thôi. Chuyện gì đứng cái hồ bơi các bạn y ba là đang làm chuyên cứu đúng không? Thì cái nhóm y ba thì bắt đầu lên y ba bắt đầu đăng ký chuyên cứu là những giảng thêm phỏng vấn vậy đó. Thì ông chuyên cứu là ở phỏng vấn hồ bơi hai nhóm, chuyên hai nhóm. Nhóm thứ nhất là đặt câu hỏi người đi bê đó, hỏi là bạn đã từng ít nhất một lần đi tiểu trong hồ bê không? Ít nhất một lần thì trên 90% trả lời có. Còn cái nhóm kia nghiên cứu là cũng nhóm người đi bê, hỏi là bạn ít nhất một lần đi nước trong hồ bê không? Cũng 90% trả lời có. Đây nước tiểu đục. Thì nước tiểu đục này nó có rất nhiều nguyên nhân các bạn, nhưng mà nguyên nhân thường gặp nhất trong tiểu đục là liên quan đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Khi bệnh nhân có nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì nó sẽ có hiện diện của vi khuẩn nè, thành tàu chất nhầy nó làm cho nước tiểu nổi màu đục, và mức độ tiểu đục trong bệnh nhân, nhưng mà nhiễm khuẩn tiết niệu thì nó từ nhẹ tới nặng ha. Ví dụ bạn có gặp trường hợp là nhẹ là nhìn nước tiểu trong vắt nhưng có vài sợi bẩn thẳng, nhìn sợi thẳng đó. Còn thứ hai đục nhất, nặng nhất là bạn sẽ đưa đi qua đó, bạn qua bệnh viện mà gặp cái trường hợp là không tiểu, anh nhìn thấy ủ không, không biết nước thẳng chưa, là nặng nhất hay thì tiểu mức độ nhẹ nặng. Tuy nhiên nước tiểu đục nó cũng có nhiều nguyên nhân khác. Tôi ví dụ như là nó liên quan đến tinh thể, thì bệnh nhân nếu một người đó tiểu ra phốt pháp thì cũng gây tiểu đục. Thì thông thường thì vi tinh thể phốt pháp thì nó nhỏ, bạn chọn acid acidic vào thì nó trong cho bạn ha. Các bạn có để ý một cái hiện tượng là không biết là sau này chắc là hết rồi, chỉ còn thời tôi còn nhỏ là ở dưới quê đó, thì ban đêm là vô buồn ngủ xong là có dám ra ngoài đi tiểu không? Không vì sợ gì ma. Thì vậy thì tối tiểu ở đâu? Buồn. Nếu bạn có quan, các bạn nếu các bạn có tiểu buồn, bạn quan sát là bạn quan sát là cái bô nó ngày càng nó sao? Nó có nóng không? Đúng không? Bạn từ cái tiểu ra một chỗ, nhưng mà từ từ bạn thấy cái bô nó đóng một cái lớp đúng không? Cái lớp giống như sổi vậy đó, đúng không? Thì đó là gì? Hoặc là khi bạn đổ ra, bữa sau bạn thấy nó tiểu bị đục. Thì câu hỏi là nếu nó tiểu đục đó có phải là bất thường thì nó có tiểu đục không? Không đúng nha, bạn phải nhớ là tiểu đục phải xác định là chưa tiểu ra. Thì để bữa sáng nó đục, hoặc là bạn để lâu nó đóng lại trên thành bô, mà nếu mà nó đóng trong thận mình nó thành sỏi ha. Thì cái đó là gì? Tại sao lúc tiểu ra không đục mà để tới sáng nó đục? Tại sao nó có đóng thành bô mà người đó không bị sỏi thận? Thì cái này nhớ là khi nhiệt độ xuống thấp thì một số dòng nó sẽ gì? Kết sủa. Thì cơ thể mình nhiệt độ giữ đúng không? Nhưng mà khi mình mà tiểu ra ngoài môi trường, ở ngoài nhiệt độ xuống thấp, đêm nó còn hai mấy độ nhiều thế, thì những tinh thể những tiểu nó kết sủa, càng kết sủa là đóng trên thành đó. Đây một cái dạng tiểu mà đục nữa, hang đục nữa. Tuy nhiên cái này hồi xưa ta nhắc rất nhiều, nhưng mà sau này thì thật sự từ lúc mà đi làm thế này, chưa học thế này chứ. Chúng ta vô đi học tới giờ là 28 năm rồi. 28 năm rồi. Các bạn 28 năm trước là từ học vô đi tới giờ là nó chưa bao giờ gặp một trường hợp này. Nó là tiểu ra dưỡng chất.
Kiểm chất này từ thời xưa là nó cũng có nhiều gặp nhiều cái này, vì nó liên quan thường gặp nhất liên quan đến nhiễm trùng bệnh nhiễm kiểm. Nhưng hiện tại thì thấy vậy không thấy à? Cái gì tiểu dưỡng chất này là điểm của nó là gì mà cái từ dùng khác đó? Thời xưa là các bạn biết là bởi mô tả thì dưỡng chất này ta nói là mô tả là nước tiểu dục như nước kho gạo, thời xưa học ha. Và bây giờ ta nói là nước tiểu dục như sữa, là cái từ tiếng Anh là từ sữa. Nhưng mà xưa là dục như sữa thì dịch ra cái chuyện thì có nhiều người nghèo quá, có gì có sữa uống nhưng mà nghèo là cũng phải kho gạo đúng không ha. Còn các bạn dần ngược lại là các bạn không biết làm nước cho gạo thế nào. Mà biết sữa không? À biết. Đây, như đây nó kèm theo ha. Tiểu máu thì nó chuyển sang màu sô-cô-la. Thì cái này bạn biết là kỹ dưỡng chất này thì nhớ là dưỡng chất nó nằm ở đâu? Dưỡng chất nằm ở đâu? Dưỡng chất nằm trong hệ gì? Bạch huyết. Vì khi có sự thông nối giữa hệ bạch huyết và đồ liệu thì nó phát pha rõ dưỡng chất vào trong cái tiểu nó gây ra dưỡng chất. Thì nguyên nhân nào làm cho thông nối? Thì ta thường gặp nhất những dung trị. Rồi một số trường hợp do chấn thương. Chấn thương làm cho thông nói thì chấn thương nó thành tiểu máu thì nó ra tiểu đổi màu sô cô la luôn như cà phê sữa ha. Đây mình bước qua nhóm triệu chứng thực thể. Còn triệu chứng thực thể này mà trước khi đi vào tôi nhắc lại từ hồi đầu rồi là các biểu hiện trong triệu chứng thực thể này được sắp xếp theo bệnh án, tức là khi các bạn là bệnh án thì đầu tiên trong phần khám thực thể là các bạn sẽ khám gì? Tổng trạng. Tổng trạng gồm da, niêm mạc, các bóng phù. Được chưa? Tổng trạng. Rồi, lợi phần khám cơ quan. Cái điều thứ hai là những biểu hiện lâm sàng được nêu trong bài này thì không phải chỉ có bệnh thận không, mà có những biểu hiện của gợi ý những cái bệnh lý gây ra biến chứng thận. Gây biến chứng thận. Tôi ví dụ, biểu hiện ngoài da niêm. Khi các bạn gặp ngoài bàn khám ngoài gia đình thì bạn gặp một bệnh nhân đó là bị bệnh cầu thận đi, nhiều bệnh nhân mà bị động bệnh cầu thận. Cái bàn khám ngoài da bệnh nhân đó còn thấy ở mặt ta xuất hiện cái hồng ban, bệnh nhân như là hồng ban cánh bướm ha, hay hồng ban dạ dĩa ha, thì dấu hiệu hồng ban này nè nó gợi ý cho mình bệnh nhân này bệnh cầu thận, khả năng cao do lupus gây ra, mình sẽ tầm soát có phải lupus gây ra hay không. Thì biểu hiện này giúp mình hiểu nguyên nhân ha, hiểu nguyên nhân. Hoặc là những biểu hiện ở tổng trạng này có gì nữa? Có thể liên quan hơi thở, ví dụ như là một bệnh nhân mà bị suy thận mạn đó, thì người ta thấy là khi suy thận mạn rồi nó sẽ gây ứ những cái tập với da, là bệnh nhân sẽ ngứa da. Thì ngứa da sau các bạn khi mà sau này các bạn đi lâm sàng, các bạn học bệnh binh. Triệu chứng của bệnh khó nhất của bạn là phần trốn mắt bệnh án. Trốn mắt bệnh án các bạn ghi là khám bệnh nhân tim mạch có hội chứng của đây có tăng 200 nước da. Thì câu hỏi là người bình thường có bị ngứa da không? Có. Thì tại sao bạn nghĩ ngứa da này da phải như đang tăng gây ra? Đó. Tại sao bạn thiết ra vào? Đúng không? Thì đầu tiên bạn biết là bạn sẽ có vào được thì bạn sẽ làm lưới cho gì, nó xuất hiện thời điểm nào, đặc điểm nó như thế nào, được chưa? Thì mình phải điều lượng lưới cho được. Rồi tôi ví dụ như là ngứa đau thì ngứa đau giải đó thành ra những cái vết gì, vết xước, thành xước ở vùng gì, lưng, chân và thân. Đồng nghĩa ta ngứa ở mặt là không phải rồi, ngứa cổ là không phải rồi, đúng không? Vậy thì vị trí nó đâu thì lúc nào mà lưu ý ha. Hoặc là dấu hiệu ngoài da nó có thể liên biểu hiện liên quan tới bệnh, dù như là một bệnh nhân vào viện thấy mình là bị vô điệu đi, tay vô điệu mình đó là bệnh nhân bị suy thận cấp rồi, cái mình hỏi trước đó là gì, cho nên trước đó luôn bị suy chảy ồ ạt mất nước, thì đầu tiên mình sẽ làm khám coi giống mất nước hay không, thì mình làm thấu cái gì ở da mình thấy cái dấu gì, dấu kéo da. Tuy nhiên điều lưu ý dấu kéo da này nó báo rất nhạy ở trẻ em và rất nhạy dần ở người lớn, cho tới người già thì nó có độ nhạy nó hết luôn, độ lạc hiệu nó hết luôn. Thì người già thì người không có mất nước, chỉ là mất dịch, mất chậm,
Nên sau này các bạn học ở bên Di Đồng bài tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp thì dấu dưới da này là một trong những dấu hiệu để mình phân mức độ nặng của tiêu chảy cấp. Hoặc là những cái biểu hiện ở mắt ha, thì nó cũng có thể gây ra những cái nguyên nhân gây ra bệnh thận thứ phát, thì trong bài có đề cập đến. Rồi, cơ quan tiếp theo là thận. Ở đây mình lưu ý có vấn đề gì? Thận thì bệnh thường là bệnh lý, ví dụ các bạn khám bệnh thận thì một, khám thận trạng sau, mình sẽ khám cơ quan là khám thận. Được chưa? Nếu bạn khám bệnh đó là bệnh chẩn đoán hơn đến tim mạch, thì thận trạng sau sẽ khám tim mạch. Được chưa? Rồi, điều ý thứ nhất, điều ý thứ hai là TG. TG thì trong này nó bao gồm là thận tiết niệu, thận là khám riêng và tiết niệu khám riêng. Nhớ tiêu chí bạn đi làm thì nếu mà ghi là khám thận tiết niệu mà bạn chỉ khám thận thôi thì thiếu quy phần tiết niệu, hiểu không? Tương tự gì bạn đi là khám tim mạch mà chỉ bạn chỉ khám tim thôi mà thiếu phần khám mạch máu, được chưa? Thì mình lưu ý chỗ này, khi mình ghi là khám thận thì khám thận tiết niệu thì phải vừa khám thận và khám tiết niệu, còn mình không khám tiết niệu thì thôi chỉ ghi là gì khám gì khám thận thôi, mình tiết niệu mình bỏ vô cái câu thần chú mình là gì. Còn mình chú cuối cùng của mình khám thì các cơ quan khác hiện tại chưa ghi nhận bệnh lý, con thần chú. Được chưa? Lưu ý cách ghi ha. Rồi, vậy thì trong phần khám bệnh tiết niệu này bao gồm hai phần, khám thận và tiết niệu, thì khám thận bao gồm bốn bước. Bốn bước bạn học bên kỹ năng là gì? Nhìn tờ rõ là gì? Nghe. Chỉ ở khám thận thì nhìn là nhìn gì? Thứ nhất là nhìn có vết mổ cũ, dấu hiệu sắc lưng đầy, nhìn vô thấy hai sắc lưng đầy, bệnh nhân có sốt nóng đỏ, sốt cao, chúng ta chụp đặt xe quanh thận, ha, cái là nhìn. Rồi sờ là mình sẽ làm dấu gì? Cảm thận và mặt bệnh thận. Chỉ thì khi làm dấu cảm thận và mặt thận thì cả hai dấu này dương tính, cảm thận dương tính và mặt bệnh thận dương tính, làm được đó thì mình kết luận là thận to. Vì khi kết luận thận to rồi thì mình sẽ làm mô tả tiếp một loạt khác nữa, coi cái bò nó thế nào, bề mặt thế nào, cái thứ hay là mô tả vật nữa. Thì nếu mà cái chỗ này là khi đi lâm sàng các bạn bị mất điểm nhiều nhất, cái gì không? Bệnh nhân thận to nhưng mà khi là chạm thận âm tính hoặc bờ thận gì? Âm tính, không có khám. Toàn là ta gọi là đi lâm sàng, các bạn đi lâm sàng chưa anh? Chưa đi hả? Ta nhắc rồi nó chưa hả? Có đi hộ lý không? Hộ lý là khi chích thì đẩy bệnh chích giường ra giường, phải không? Rồi hộ lý ta bắt đầu nó nhảy lên là chuyển chết với bệnh học ha. Thế thì đi lâm sàng là mình phải đặt vô đó khám cấp bệnh nhân. Nhưng mà các bạn thì hầu như là đi lâm sàng các bạn hành lang sàng nhiều hơn, ngồi dông như cầu thang ngồi rất là đầy ha. Ở cầu thang là hành lang sàng, cầu thang sàng, hội trường sàng, không có lâm sàng. Rồi đó là làm dấu gì? Rung thận, ăn rung thận. Có nhiều nguyên nhân gây thận to, mình sợ thấy thận to rồi, nhưng rung thận dương tính thì nguyên nhân đó là ung thư phổi lớn. Được chưa? Ung thư phổi lớn. Rồi nghe là mình sẽ nghe âm phổi và mạch thận nghe. Âm phổi mạch thận để mình xác định, ví dụ có âm phổi mạch thận thì mình có chỉ đến một cái lưỡi, mình là một cái hẹp trong mạch thận. Quý những cái vị trí nghe âm phổi. Rồi khám hệ tiết niệu thì nó bao gồm khám hiệu quả, bàng quang và cả phần khám vị trí. Cô anh sử dụng cái phần tiếng và kim thì có thể bên ngoài hiệu dạy thành ra bên ngoài á. Thành ra từ đây tới đây mình dùng cái bàng quang thôi. Thì khám hiệu quả thì các bạn sẽ nhớ là phải xác định được các điểm cao hiệu để xác định hiệu quả của mình là nó đau không. Thì có 3 điểm hiệu quả là gì? Trên, giữa và dưới. Tuy nhiên trên lâm sàng mình chỉ khám có hai điểm, thường khám hai điểm là gì? Trên và giữa thôi. Chứ như là bệnh án mình đứng là ghi là ấn các điểm hiệu quả trên, giữa, dưới không đau rồi, mình dốc ha, mình ngồi chế ra đó. Vậy thì muốn xác định ấn các điểm hiệu quả này thì nhớ là vị trí những đó nằm đâu, trên nằm đâu, cách trốn ba bán ngón tay có đúng hay sai?
trên bằng cách đúng mà phải tay đúng hay sai. Bạn bắt tay của ai? Của bệnh nhân, cái máy lấy của mình đo nha. Tức là mình kêu ta khép lại, không mình để, kêu ta để bên đây. Chứ các bạn không có, mình kêu mình ta khép lại, kêu để bên đây, mình xác định không phải bằng lấy tay của bạn không to nha. Bạn nào mặt quá to là đắp ví dụ luôn, là ớt quá đó. Rồi, giữa thằng đâu? Mình phải xác định trước cái đường trước. Đường nói hai gì? Gai nhọn. Rồi bắt đầu mình xác định điểm là gì? Nói ở 1/3 giữa, 1/3 ngoài. Dưới nằm đâu? Dưới là vị trí, hiệu quản chỗ bao nhiêu? Bàn quang và chỉ khác được khi thâm thì càng hoạt động. Được chưa? Rồi. Rồi mình xác định xong mình ấn cho nó đau hay không? Xuống dưới khám cầu bàn quang thì cái này các bạn sẽ mô tả là một cái khối dừng á, thấy khối cầu vô trên xương mu là gõ trùng sờ vườn can cảm giác đau hang, nguyên nhân của nó là tắc nghẽn á, chỉ tiểu anh hải đó. Thì cái này các bạn nhớ là cầu bàn quang này thì nó chỉ có chuyện rõ nhất khi bệnh nhân bị tắc thì chỉ tiểu cấp thôi, tiểu cấp đến có một cái bệnh nhân này rất là đặc biệt là nằm ở khoa thận mà cách nay khoảng lúc mà vừa xong cái covid đợt một xong lên nằm đó thì bệnh nhân này được chuyển, các bạn biết là chuyển từ ở dưới bệnh viện khác lên và lên mục đích là gì nữa không? Ở dưới chẩn đoán là suy thận mạn giai đoạn cuối, chuyển lên đây để mổ, còn nói để về lọc máu định kỳ, tức là tuần ta lọc 3 lần á thì chuyển lên để lọc máu định kỳ. Thì bệnh nhân này chịu kiến là ông cứ nói là ông đi tiểu khỏi còn tiểu được không, ông nói là tiểu ngày lắm 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 vậy đó, khám và thấy chịu kiến là của sinh mạng lần cuối là đúng luôn, bình thường luôn. Tuy nhiên khi siêu âm không có sợ được cầu quan gì cả, khi siêu âm thì phát hiện ra là bàng quang dạ chứa đầy những thức tiểu. Ông bạn biết là ông bị rất lâu rồi, rất là lâu rồi là lọc máu cũng nhiều lần rồi, thì lên lần này thấy vậy xong mình biết là đặt, khi đặt xong tiểu ra là 4.5 lít tiểu ra mà không thấy cầu quang đâu cả. Và cái đó làm ra thì tự gì mà quang khi mà tắt cấp đó, thì bạn nhìn thấy nó có cầu vô xương mô, nhưng mà nó mạng tính tắt từ từ đó, ứng từ từ nước tiểu á. Ví dụ mình ông bệnh nhân đó là bị uống từ làm tiền tiến thì nó ứng từ từ, tức là tiểu ra hết, tiểu lần này ra hết, cái tiểu là từ từ xong cái bàng quang dạng từ từ ra không có cảm giác gì hết, rất là lâu thế và thận suy luôn, cứ luôn lên thận luôn. Tuy nhiên khi bệnh nhân nó đặt ra xong thì ngày sau bệnh nhân đó tiểu cũng ít, hiện tiểu xuất hiện nước tiểu cũng ít, nhưng tới ngày thứ ba nhân tiểu 5 lít, 5 lít từ đấy ông này ngon rồi, tại vì đó biểu hiện một cái hồi phục trong thận thận cấp. Họ biết là chức năng thận từ mức và giai đoạn cuối mà về là gần bình thường, đang gần bình thường và thấy là rất là ngoạn mục ha, rất ngoạn mục. Chỉ vì những trường hợp cầu bàng quang mà bị tắc lâu thì mình sẽ khó khăn và thường mình sẽ gõ và cần dùng cái sợi lông sàng để hỗ trợ ha, còn rất là khó, không sợ cái khó gì đâu ha. Đây khám thực thể có khám chi thì phần chi này mình có khám phù ha, khám những dấu hiệu về thiếu máu, như là máu thế nào, những bệnh lý liên quan để mình nghĩ có thể đi đến, ví dụ như mình đau cơ nè, viêm khớp nè, liên quan tới lupus và viêm khớp viêm phát, đây là những bệnh gây ra bệnh mạch thứ phát á, khám phù này có một bài riêng thì nhắc đến phù do thận là phù ở đâu, vị trí ở đâu, đi mắt mà lan ra toàn thân nhiều buổi sáng, tăng ăn mặn giảm dây răng nhẹ, và một cái đặc điểm các bạn nghe nó là phù trắng mềm bớt lỡ, thì tất cả các nguyên nhân gây phù, cái đó là một câu là tất cả các nguyên nhân gây phù đều như là phù mềm bớt lỡ, nó đứng hai bên ngoại trừ do tắc thôi, dù tắc trên mặt là phù cứng hoặc là cứng cứng tắc mà tập dưới còn cứng hoặc là cứng, cái đồng nghĩa là phù do tim, do tập, do gan, do tiểu đường gì nó đều là phù mềm và lớp ở dưới hai bên giống nhau.
Thế là cái thận để đi cái trắng đó là gì? Thì cái trắng này nó nhìn, bạn nhìn nó thường sẽ thấy điển hình rõ trong hội chứng thận hư. Chứng thận hư thì đây là mình một đứa bé nó bị hội chứng thận hư, một người bệnh nhân mình chứng thận hư nha. Thì mình nhìn thấy nó mặt, cái ngay mắt nó phù lên phù, thấy trắng không? Ha, ở tim rồi mà thấy ánh tím, hay ở đây mình thấy, hoặc là ở chân ha, chân. Đây, ở tim này nó có một số dấu hiệu để ý, ví dụ như là mình phóng tay, phóng tay cái mình nhìn ở người phóng tay mình đang có những cái vòng trắng ha, trắng hình. Thì dấu hiệu trắng là rồi vòng ban trắng này nó sẽ liên quan đến tiền sử bệnh nhân đã giảm đạm máu nặng, giảm máu nặng trước đó. Rồi nếu như mà giảm đạm máu nặng mà nó hồi phục cái lòng trọng này, và nó giảm kéo dài luôn tới dài cũng giảm thì nó không có trắng, thì nó đột luôn đây này. Giờ bạn nhớ là người ngón ha, thì cái này bạn sẽ gặp nghĩ cho mình gặp đạm máu nặng đó, thì giúp cho mình nghĩ là trong đó nguyên nhân trước đây của bệnh nhân, ví dụ trong bệnh thận nó sẽ liên quan đến cái hội chứng thận hư đó. Chứ trước đây chẳng hay là trước đây tôi bị phù, biết bệnh gì bằng khám này bằng như là gì, cái phù trước đó sẽ liên quan đến hội chứng thận hư, gặp đạm máu. Đây thám tim mạch, thám tim mạch thì nó có một số cái điều lưu ý. Thứ nhất là có những dấu hiệu sẽ bị lầm lẫn giữa bệnh tim và thận, đặc biệt ví dụ như một bệnh nhân bị khi thận cấp vào viện, thì trong khi thận cấp và do giảm thể tích đó, thì bạn thấy là người ta sẽ tiểu tiểu áp cũng gấp. Thì đối với một trường hợp đó thì mà bệnh nhân nó bị mất nước rồi cảm xúc trong hoàng bạn đi tiểu ít đã có rồi, huyết áp tụt, mất nước thì huyết áp tụt. Nhưng trường hợp thứ hai là gì? Bệnh nhân suy tim nặng, suy tim nặng thì cũng là huyết áp tụt, đúng không? Tiểu ít thì mình đấy sai là tiểu ít, mình đau huyết áp tụt. Nhưng mà hai cái nguyên nhân này điều trị khác nhau hoàn toàn. Nếu như giảm thể tích thì bạn tiền dịch phụ dịch, đúng không? Mà bạn nó chát lộn, bệnh nhân suy tim nặng mà bạn nói là giảm thể tích thì cho bệnh gì quá tải bệnh nhân chết. Chỗ này thì bạn nhớ là trong trường hợp mà bệnh nhân này đặc biệt trong khi là cấp và trước thận đó, thì mình đặc biệt lưu ý là phân biệt giữa khi thận này hay là do suy tim nặng ha, lưu ý. À, một số dấu hiệu ở tim nó cũng có thể gợi ý nguyên nhân thứ khác, ví dụ là tim phổi ở tim ha, gây ra cái một số bệnh lý thận. Hoặc là một bệnh nhân mà loại thận bạn khám mỗi ngày bạn ghi là khám là tim đều tim tế bào thứ hai đều rõ tâm phổi bệnh lý, cái một ngày đó bạn ghi là nghe được tiếng cọ ngoài tim trong nhân suy thận, thì tiếng cọ ngoài tim đó là dấu hiệu nặng trong suy thận và bắt buộc bệnh nhân có nhìn là máu cấp cứu. Thì mình khám một lần có tiếng cọ hay không. Đây khám thần kinh trong này thì liệt kê rất nhiều lưu ý bạn khám ơi, tức là khi một bệnh nhân bị suy thận thì không tạo tải những chất độc, thì nó có từng nhóm chất độc nó tăng lên khác nhau thì những cơ quan khác nhau, thì đối với cái phần trên này này nó sẽ biểu hiện nó khi mà người ta nghiên cứu ta thấy là khi bị suy thận mà cái nhóm chất trung bình nó tăng lên á, nó tăng lên thì nó sẽ gây biểu hiện thần kinh, gây biểu hiện thần kinh. Và các bạn biết là nó tăng lên và cái chất nó tăng nó cũng sẽ gây ra khác nhau, tức là khi nhóm chất đó nó tăng cao đột ngột, tức là từ thấp lên cao đột ngột, thì nó thường nó sẽ bị mặt thần kinh trung ương và bệnh nhân sẽ lú lẫn, ngủ gà, lơ mơ, hôn mê qua chất. Còn trường hợp nó dịch tăng nhưng mà tăng từ từ thì thường thì bị mặt kinh ngoại đi, ví dụ như bệnh nhân bị yếu cơ toàn thân, giảm thân thải đơn thư, ví dụ thế, thì mặc dù nồng độ nó tăng nhưng mà nó tăng nhanh thì nó đi mặt kinh trung ương là nhiều. Do đó khi mà một bệnh nhân bạc khám là một bệnh nhân suy thận cấp thì thường là biểu hiện thần kinh nó là thường là thần kinh trung ương, và bệnh nhân suy thận mạng ổn định thì thường biểu hiện thần kinh ngoại biên do ứng những chất độc từ. Rồi phần tiếp theo là một phần liên quan đến khai thác tiền sử bệnh sử, thì tôi chỉ nói một số điều. Thứ nhất là bệnh thận suy thận này rất khó khai thác, khi các bạn đi lâm sàng các bạn sẽ gặp ví dụ như là
bệnh nhân đó bên đó đang nằm là 60 bệnh, thì rất nhiều bệnh nhân trong đó là suy thận mạn, và rất nhiều người là dân tay tay lô ba vô, có người 1 năm 365 ngày thì nằm trong bệnh viện hơn nửa năm, thế là gì về xong vô về vô nằm, có người luôn là diện nằm luôn, ngủ ở đó luôn, tức là cái chuyện thôi chứ đi vòng vòng đó để đổ hoàng thì ăn cơm từ thiện, thì đi vòng vòng đó thì nhìn cái giường chống cái ngày vô à, thì vì người ta sẽ rất là khó tiếp xúc. Tại vì ở đó ta biết ai là bác sĩ, ai là gì, sinh viên à, mà lúc trước có một cái bệnh nhân đó là nữ ha, nữ mà nằm riết rồi vô sinh viên hỏi là bà trẻ thôi, bà trẻ tầm 7 á, vô hỏi cái này là thay, này là thay ha. Đó là thế hệ, đó là chắc là ra trường rồi, nhiều ra trường là gặp bệnh nhân đó. Và bạn hai là bạn nói này, cái bạn nói cái kia, bạn nói ủa không biết hả? Trời ơi, sao này biết sao nó nói dẻ hả? Vì người nhìn vô đó là tiếp xúc nhiệt tình, có người thì không tiếp xúc, hỏi trả lời, nó wow, hay như thế. Thì cái cách tiếp cận nó cũng phải đặc biệt. À, hay là trong tạm thời này là rất nhiều biểu hiện, nó chỉ là nguyên nhân nhưng cũng có thể là hậu quả. Tôi ví dụ khi các bạn mà khai thác bệnh nhân đó, đó là tôi bị buồn nôn không ói, xong rồi tôi bị tiểu ít nhiều thế, thì nó có hai trường hợp ra là đối với nhân sinh thận, thì khi một nguyên nhân đó làm cho cái chức năng thận xấu đi, là bệnh thận cấp á, trong đợt đắp nó có buồn nôn, có gì lâm sàng buồn nôn không ói. Nhưng ngược lại là gì, cái dù bệnh nhân nó bị buồn nôn không ói do bệnh dạ dày đi, thì khi bệnh nhân bị buồn nôn ói bệnh mất nước cũng gây thận cấp thận thấp. Thì nếu bạn không khai thác cái buồn nôn ói nó xảy ra trước hay sau thận cấp thì mình không biết không nguyên nhân hậu quả, được chưa? Thì mình phải khai thác nó là trước hay sau thì phải khai thác thứ tự đó. Đây một số trường hợp bệnh nhân khó tiếp cận quá, thành ra ta bỏ qua, ta lo lắng nhiều chuyện gì đó. Ví dụ như ở thận có một hội chứng rất đặc biệt là hội chứng của Baxter ha. Cái này là bệnh nhân này có ho ra máu và tiểu máu đại thể. Nhưng mà ví dụ ho máu ít mà chỉ tiểu máu nhiều, người ta chỉ nói là tiểu máu thôi, mình không hỏi những chứng khác càng thêm, mình không có phát hiện được hội chứng này. Đây về tiền sử thì nó có vai trò quan trọng trong sinh thận mạng, bởi vì tiêu chuẩn chẩn đoán của nó là liên quan đến thời gian. Tức là sau này bạn học là chuyên mạng bệnh thận mạng thì nó yêu cầu là trên 3 tháng thì mới có được tiền sử, biểu hiện nó bao lâu, hậu quả bao lâu. Đây một điều ý là không có một xét nghiệm mẫu hay nước tiểu nào giúp cho mình phân biệt bệnh nhân nó là cấp hay mạng cả. Thế thì một bệnh nhân vào viện mình có suy thận mà đó giờ không biết tiền sử gì hết thì tôi hỏi là cấp hay mạng, mình nói tôi đề nghị xét nghiệm máu những gì, thì không có những nào giúp cho mình phân biệt. Thì cái cách người phân biệt là một hỏi tiền sử, cái ấy ta dựa vào hình ảnh trên siêu âm, ví dụ như là thận nó bị gì mạng bệnh thẳng lên, để gợi ý thôi, không có nhiều máu tiền nào cả. Đây trong tiền sử này các bạn lưu ý đến là khai thác những bệnh lý trước đây có thể đưa đến thận đó. Tiền sử ví dụ như bệnh nhân này là trước đây nó bị lupus rồi, còn đã tháo được rồi, bây giờ có xuất hiện cái chuyện này mình nghĩ hai con chừng là cái này biết chứng thận nha, ha, đừng nghĩ là mạng tính, mạng tính. Đây trong tiền sử này có những số vấn đề mình lưu ý là sử dụng thuốc ha, dùng thuốc cho phù hợp à, cho ví dụ như thuốc hạ rất hay sử dụng cho bệnh nhân sinh thận mạng, có người uống ngày cái một loại mà liều tối đa không à, ha, liều tối đa không à, thì mình không khai thác được thì dùng thuốc hạ áp có thể nó gây ra những cái bệnh lý mà nặng hơn, ví dụ bệnh nhân bị hen mình cho thuốc hẹn beta vào hang thì nó cái bệnh hen nó nặng hơn, mình khai thác mình biết chọn thuốc hạ áp. Rồi tiền sử dùng thuốc liên quan đến bệnh lý cầu thận và ống thận vô kẻ, hay là cả hai cái luôn, tiền sử với đồ ăn cũng liên quan bệnh thận. Và cái này các bạn hay thiếu trong cái phần mà khai thác bệnh sử, bởi vì sao? Cái tiền sử, cái đồ ăn này từ đầu cho tới phần cuối không có biết bệnh nhân ăn gì cả, thì cuối cùng nhảy vô là kêu ăn lạc.
thì ta biết nhân cái dù bệnh nhân ăn mặn thì dưới mình thay đổi chế độ ăn cho ta phù hợp thì ta thấy chế độ ăn thế nào nghề nghiệp thêm cũng có thể liên quan đến bệnh lý và cuối cùng là tiền căn gia đình thì bác liên đặc biệt lưu ý đến những bệnh lý có tính di truyền mà nó sẽ gây ra di truyền về ảnh hưởng đến bệnh thận. À, thật ra cái này là tôi ví dụ các bạn tự học thôi. Khám phù hoặc khám một biểu hiện gì đó hoặc khai thác cái gì đó hay. Tuy nhiên giờ tại các bạn không có chưa có học triển khai cái phần chấm điểm từng nhóm có thể cho bài tập từng nhóm để là tôi ví dụ các bạn thôi. Các bạn sẽ cách mình tự học mình lên tìm thêm cơ chế khác. Ví dụ tại sao nói là lưới da cái gần như các bạn lên một phần lưới da gần như các bạn có biểu hiện thế nào gì đó thì để mình truyền luận chứ. Thì chỗ này thì lẽ ra các bạn sẽ chia nhóm trong các bạn sẽ làm bài thu hoạch rồi chấm điểm với điểm dư kỳ là điểm thường xuyên chứ không dư kỳ điểm cắt giá thường xuyên ha. Nhưng mà hiện tại chưa có thì thôi mình không làm và mình làm bài test cuối bài ha. Thì đây là năm câu hỏi là đường mà để các bạn gợi nhớ thôi, kích thích cho các bạn còn nhớ lại không thôi ha. Và nó không có nằm trong ngân hàng câu hỏi. Ngân hàng câu hỏi các bạn có 200 câu mà các bạn thi thì nhiều khi bài này nó chỉ có 30 câu thôi. Nên là tôi thấy các bạn rất là nhiều cái bộ kia có trình là đánh trong đó nhiều đó học thì được, đánh cho nó không thi thì cũng được ha. À, có 5 câu ha, mình đánh 5 câu này hiểu ra mình có nhớ gì không.